Bạn sẽ thức tỉnh khi đọc 15 câu nói này mỗi khi muốn bỏ cuộc. Vấp ngã mà không chịu đứng dậy, tính đợi người ta dẫm đạp lên mình hay sao? Đừng chọn sống an nhàn trong những năm tháng còn có thể chịu khổ được. Đời người thật ra chỉ có 900 tháng mà thôi. Đừng chấp tay dâng thế giới cho người mà bạn khinh thường. Mọi đau khổ của con người đều là sự cười nhạo cho chính sự bất lực của bản thân. Nếu bạn không cố gắng, người khác muốn kéo tay bạn lên cũng không biết tay bạn ở đâu mà kéo cả. Không chết được thì phải sống, đã sống thì phải sống sao cho nên người. Phía sau tôi không có lấy một người, sao tôi dám ngã xuống chứ? Hôm nay bạn đọc sách, ngày mai bạn sẽ đếm tiền. Nếu bạn thành công, ngay cả lời nói dối cũng thành nói thật. Nhưng nếu bạn thất bại, thì mọi lời nói thật cũng như nói dối mà thôi. Đừng tùy tiện phơi bày vết thương của bạn cho người khác xem. Vì giữa cuộc sống này, bạn chẳng thể phân biệt rõ ai là người sẽ bôi thuốc cho bạn và ai là người sẽ sát muối vào nó. Lúc bạn ngồi nghịch điện thoại, chơi máy tính thì đối thủ của bạn đang học hành chăm chỉ đấy. Nếu không thể làm ba mẹ tự hào, vậy hãy làm họ bớt lo lắng đi nhé. Khi bạn tuyệt vọng, đồng nghĩa với việc bạn đang đến rất gần với hy vọng. Đừng mong muốn một cuộc sống đơn giản, dễ dàng. Hãy mong muốn ta có đủ sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.